Đúng 20 giờ ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên án bị cáo Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm ở tỉnh Thất Bồng Lai. Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân lãnh án cao nhất là 5 năm tù. Trước khi tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo Lê Tùng Vân do tuổi cao sức yếu nên xin phép vắng mặt. Là người đầu tiên được nói, Lê Thanh Nhị Nguyên một mực kêu oan. Bị cáo cho rằng những điều buộc tội cho anh ta là oan ức. Bị cáo hoàn toàn không làm gì trong 5 clip buộc tội. Bị cáo hoàn toàn 5 cái clip mà để buộc tội bị cáo đó, hoàn toàn bị cáo không có làm một cái gì trong mấy cái clip đó hết. Đó là bị cáo muốn, lời cuối cùng bị cáo muốn nói là bị cáo oan ức hoàn toàn. Dù đã rất muộn, nhưng Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa vẫn đưa quyết định tuyên phạt các bị cáo. Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân lãnh 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Về tội danh, tuyên bố các bị cáo Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến nhà nước, quyền hợp pháp của tổ chức cá nhân. Xử phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào chấp hành án. Xử phạt bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên mức án 4 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định quy trình tố tụng của cơ quan điều tra là đúng quy định pháp luật, khách quan, không có dấu hiệu sai phạm. Quá trình xét xử, các bị cáo trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai có khiếu nại nhưng không có chứng cứ chứng minh. Tòa sơ thẩm đánh giá ông Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu việc đăng tải các video lên mạng xã hội, chỉ đạo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên cùng các đồng phạm khác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có 2 kênh YouTube, 5 chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ và Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official. Những tài khoản này đăng tải các clip chứa nội dung vi phạm pháp luật nhằm mục đích để cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận, tạo sức lan truyền nhanh chóng, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa cùng một số tổ chức cá nhân khác.